Xin kính chào bốn ban giám khảo và tất cả quý vị. Giữa lời chào với lại tướng đi nó khác nhau chứ. Em tên gì em? Em tên là Bùi Khánh Bình. Em đến từ Gạch Giá. Em 33 tuổi. Em đang làm công việc gì em hả? Em cũng có một quán nhỏ kinh doanh ở thành phố Gạch Giá, đó là mì Quảng Bình Hai Tô tại thành phố Gạch Giá lấn biển. Bán mì mà có mì chay không thì chị ra chị ăn chứ. Tháng 7 em sẽ làm cái đó. Tháng 7 mới có mì chay, tháng có hồn đó chị. Em thi bài gì cưng? Dạ vâng, em đến đây em thi một ca khúc sáng tác nhạc sĩ Đinh Trầm Ca, bài hát dân ca Sông Quê. Mời em, chúc em may mắn. Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chín dài mười khờ thương em. Một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, làng em bên lỡ, làng anh ở bên bồi. Mỗi ngày em qua bên này sông đi học, dưới bên con đò chờ trong bóng mù. Nhân mù con bướm vàng quanh quẩn, anh bao chiều tan thơ thần qua sông. Em tan trường về con đò trên bến lỡ, áo lùa như mây bay ngược gió sông chiều. Ơi con sông quê, bao năm đã lỡ đã bồi, đời biển dâu nên anh cũng dạt quê người. Chiều nay bỗng nhớ cây mù, dòng sông in bóng em chiều thu. Về đây mới biết bên sông không còn mái nhà ngày xưa. Sóng đời cuồng trôi lỡ rồi sóng bên đó, nhà em đã bỏ làng đi mãi không về. Mỗi ngày bên sông không còn em đi học, ngọn gió reo buồn buồn trong nhánh mù. Nhánh mù con bướm vàng không đầu, anh bao chiều tan thơ thần qua sông. Con đê trường làng, con đò trên cánh lỡ, cũng vì em xa mà thành điều nhớ nao lòng. Thank you.